Ok, hiện tại bạn đang ở trong sân của trường Đại học Bách Khoa, Hồ Chí Minh, cơ sở Lý Thường Kiệt. Và hôm nay mình sẽ kiểm tra xem ESP8266 có thể truyền nhận tín hiệu được bao xa. Mình sẽ thử với giao tiếp TCP, UDP và ESP-NOW. Nhưng mà trước hết, các bạn hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để được thông báo về các video của mình nhé. Ok, quay trở lại. Đầu tiên, mình sẽ phải tiến hành lập trình cái đã. Thì mình dùng hai bo NodeMCU và D1 Mini. Thì dù là hai bo khác nhau, nhưng chúng đều có core ESP8266 là 12E, nên cơ bản vẫn là giống nhau. Thậm chí mình có thể nạp chung một chương trình cho cả hai bo này luôn cũng được. Rồi, thì chương trình của mình sẽ hoạt động như thế nào? Đầu tiên, bo làm bên gửi, khi được cắm nguồn thì sẽ khởi động và bắt đầu gửi gói tin sau mỗi 1 giây. Đồng thời đèn LED sẽ nhấp nháy, báo là đã gửi thành công. Tiếp theo, mình sẽ cắm nguồn cho bo nhận. Nó sẽ cố gắng kết nối tới bo gửi. Nếu nhận thành công gói tin thì nó sẽ nhấp nháy đèn LED. Khi khoảng cách giữa bo gửi và bo nhận là quá xa để có thể nhận gói tin được nữa, thì đèn LED trên bo nhận sẽ dừng nhấp nháy. Sau khi lập trình, kiểm tra thử tất cả chương trình và thấy ok, mình đem chúng ra chỗ khác để kiểm tra. Vì chỗ mình không được rộng lắm. Thì mình bố trí như sau. Với bo gửi thì mình sẽ kết nối với một nguồn sạc và cố định nó trên giá đỡ như thế này. Với bo nhận thì mình cũng kết nối với nguồn sạc và cầm nó trên tay. Mình sẽ lùi dần ra xa đến khi nào đèn LED không còn nhấp nháy nữa thì dừng lại. Để đo khoảng cách thì mình có đem theo một thước cuộn. Cũng như ở đây có những cái nắp cống. Mình sẽ dựa theo chúng để xác định khoảng cách một cách tương đối. Mình bắt đầu với giao tiếp TCP trước. Mình đi tầm 24 mét thì LED ngừng nhấp nháy. Vậy khoảng cách truyền nhận của ESP8266 với giao tiếp TCP là khoảng 24 mét. Tiếp theo là đến lượt giao tiếp UDP. Thì khoảng cách là khoảng 17 mét. Rất là bất ngờ vì nó gần hơn đến 7 mét so với TCP hồi nãy. Có thể là do giao tiếp UDP không thể kiểm tra tình trạng gói tin như TCP được, nên khi bị mất tín hiệu dù chỉ một lần thì LED cũng ngừng nhấp nháy hẳn luôn. Và cuối cùng là ESP-NOW. khoảng cách truyền nhận mình đo được lên tới gần 60 m lận, xa hơn hẳn so với TCP hay là UDP. Nhưng mình cảm thấy chưa hài lòng lắm, vì mình có đọc được ở đâu đó là với ESP-NOW có thể truyền nhận tín hiệu ở khoảng cách lên tới 200 m lận. Thế là mình làm lại thí nghiệm. Nhưng lần này mình sẽ cố gắng chờ lâu hơn một chút để xem với ESP-NOW thì nó có thể kết nối trở lại được hay không. Mình đã đi được tầm 86 m rồi, nhưng vẫn cảm thấy bo có thể tiếp tục nhận được ở khoảng cách xa hơn nữa. Nhưng mà mình đã đi hết sân rồi. Cũng như ở khoảng cách hiện tại, thì mình đã phải chờ rất lâu mới có thấy kết nối trở lại. Chắc ở khoảng cách xa hơn, mình sẽ phải chờ đến gãy chân mất. Nên mình nghĩ mình sẽ dừng ở đây thôi. Mình nghĩ một trong những lý do lớn nhất cho sự vượt trội của ESP-NOW chính là việc nó sử dụng tần số 2.4 GHz, có khả năng truyền xa hơn cũng như xuyên qua các vật cản tốt hơn so với tần số 5 GHz của Wi-Fi. Mình thấy là nếu các bạn chỉ muốn giao tiếp không dây các bo ESP lại với nhau, thì mình dùng giao thức ESP-NOW sẽ là tốt nhất. Dù vậy, mình nghĩ giới hạn cũng chỉ tầm 60 m thôi. Ở khoảng cách xa hơn thì việc nhận gói tin sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và đó là nhận xét của mình về khoảng cách truyền nhận của ESP8266. Các bạn có nghĩ như mình không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới video này nha. Cũng như các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để nhận các thông báo về video của mình nha. Ok, chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.